Hai Pencil Studio. Hai Pencil Store, cửa hàng đồ chơi dành cho bé, mua ngay tại hypencilstore.com. Tập phim Tô Tượng Thạch Cao. Trời ơi, chán quá đời. Ủa, sao cậu lại chán dạ méo? Tại tôi không có gì để chơi hết. Trời đất, đồ chơi của cậu nhiều lắm mà. Nào là búp bê nè, rồi còn mô hình, rồi cả lắp ghép nữa. Sao lại không có gì để chơi? Thôi, mấy trò đó tôi chơi hoài rồi, ngán lắm. Cậu có biết cái gì vui không? Chỉ tôi chơi đi. Để mình suy nghĩ coi. À, gần nhà tụi mình mới mở tiệm tô tượng thạch cao nè. Hay là mình với cậu ra đó chơi đi. Tô tượng thạch cao hả? Là cái gì? Sao nghe giống tô màu quá vậy? Thì cũng gần giống như tô màu vậy đó. Vậy thôi, tôi không chơi đâu. Lên trường đã phải làm bài tập tô màu rồi, giờ đi chơi còn phải tô màu nữa, mệt lắm. Trời đất, tô tượng thạch cao là để giải trí chứ đâu phải chấm điểm đâu mà lo. Chơi thử đi, vui lắm. Vui là vui sao? Cậu nói rõ đi thì tôi mới đi. Vậy để mình nói cho cậu biết về tô tượng thạch cao ha. Tô tượng thạch cao là việc dùng cọ sẽ tô màu lên những bức tượng thạch cao màu trắng. Những bức tượng này có rất nhiều hình dáng khác nhau đó nha. Từ những nhân vật hoạt hình như Bạch Tuyết nè, Doraemon nè, Heo Peppa nè, đến những thứ thân thuộc trong đời sống của chúng ta như thú vật, trái cây, xe cộ và còn rất nhiều những tạo hình độc đáo khác nữa. Để tô tượng thạch cao thì chúng ta cần có cọ vẽ, khay màu nước và một cốc nước để rửa cọ mỗi khi muốn chuyển sang màu khác. Tùy vào bức tượng muốn tô, chúng ta sẽ lựa chọn những màu sắc phù hợp để cho vào khay màu nước của mình. Chúng ta cũng có thể pha với các màu khác nhau để tạo ra màu mới nữa đó. Vậy là chúng ta đã có thể bắt đầu tô tượng thạch cao rồi nè. Nghe có vẻ vui nha. Không biết tôi nên tô tượng hình gì đấy ta? Mình nghĩ á, cậu mới tô tượng lần đầu thì nên chọn những hình đơn giản như Doraemon hay là Hello Kitty đó méo. Ủa, đơn giản là sao? Tô tượng mà cũng có dễ với khó nữa hả? Đúng rồi, có những bức tượng có quá nhiều chi tiết, buộc mình phải rất cẩn thận để tô màu cho đúng chỗ. Vậy để tôi chọn mấy bức tượng đơn giản thôi, chứ tôi vụng về lắm, lần nào tô màu cũng bị lem ra ngoài hết trơn. Dù chỉ là trò giải trí, nhưng mà để tô được một bức tượng đẹp thì cũng cần phải khéo tay và có khiếu sáng tạo nữa. Ủa, mắc gì cần khiếu sáng tạo? Bức tượng hình gì thì mình cứ theo hình mẫu mà tô thôi. Ví dụ như Doraemon thì màu xanh nè, còn Heo Peppa thì màu hồng nè. Không phải lúc nào mình cũng cần phải tô đúng như hình mẫu đâu méo. Hầu hết á, mọi người đều thích tô những màu sắc mới lên những nhân vật quen thuộc. Tùy vào sở thích và gu thẩm mỹ của mỗi người mà bức tượng sẽ được khoác lên mình những mảng màu sắc khác nhau. Có những bức tượng hoa được tô màu rất đẹp và sống động, nhìn chẳng khác gì hoa thật. Nhưng cũng có những bức tượng hoa nhìn hoài không ai đoán được hoa gì, bởi nhụy thì màu đỏ, cánh hoa màu nâu, cuống hoa lại màu xanh nước biển. Rồi có những nàng bạch tuyết với màu sắc đầy tươi sáng dễ thương, nhưng cũng có những nàng bạch tuyết khoác lên mình màu áo u tối y như phù thủy. Những tiệm tô tượng thạch cao sẽ cung cấp màu sắc để chúng ta thỏa sức sử dụng và sáng tạo. Tuy nhiên, tụi mình hãy tiết kiệm, chỉ lấy vừa đủ xài thôi nha. Trong lúc tô màu, chúng ta cũng nên cẩn thận để không bị dính màu vào bản thân cũng như mọi người xung quanh. Sau khi tô tượng xong, chúng ta có thể đem bức tượng đầy màu sắc của mình về để làm một vật trang trí độc đáo trong nhà nè. Đó cũng là một món quà kỷ niệm rất ý nghĩa đó. Thích nha, thích nha. Vậy tôi sẽ thỏa sức sáng tạo. Thích tô màu gì thì tô luôn. Khoan đã, dù là vậy nhưng cậu cũng phải khéo léo, màu nào ra màu đó. Nếu không á, bức tượng sẽ lem luốc, rất là khó coi.
Nè, sao tôi chưa tô mà cậu đã chê bai rồi hả? Đâu có, mình chỉ nhắc chừng cậu thôi. Vậy giờ tụi mình đi tô tượng ha. Khoan đã, cho tôi hỏi cái, tô một bức tượng thạch cao có lâu không vậy? Cũng tùy thuộc vào độ khó của bức tượng và tốc độ tô màu của từng người. Thường thì mất khoảng nửa tiếng tới một tiếng sẽ xong một bức tượng. Trời, sao mà lâu dữ vậy? Ngồi tô tượng cả tiếng đồng hồ, chắc tôi mỏi tay, ê ẩm cả người luôn quá à. Méo ơi là méo, cậu còn nhỏ tuổi mà sao dễ mệt mỏi quá vậy? Cái này á là do cậu không chịu vận động, tập thể dục thường xuyên. Vậy thôi, khỏi tô tượng nữa, mình với cậu ra công viên chạy bộ cho khỏe đi ha. Thôi thôi, tôi nói giỡn á. Cậu đừng có bắt tôi đi tập thể dục mà. Tụi mình đi tô tượng thạch cao đi nha. Được thôi, mà trước khi đi, để mình nói cho cậu biết những lợi ích mà việc tô tượng thạch cao đem lại. Có cả lợi ích về sức khỏe nữa đó. Tô tượng thạch cao là một trò giải trí rất vui vẻ mà bạn có thể chơi cùng với bạn bè và người thân của mình. Trò chơi không giới hạn độ tuổi này rất thích hợp để chúng ta dành thời gian chia sẻ niềm vui, gắn kết tình cảm với cha mẹ, ông bà đó. Ngoài ra, tô tượng thạch cao cũng là cách để bạn rèn luyện khả năng tập trung, thư giãn đầu óc, đánh bay những căng thẳng, áp lực trong cuộc sống nè. Đó là lý do mà nhiều người lớn cũng rất thích thú với trò tô tượng thạch cao đó. Với các bạn nhỏ tụi mình, việc tập trung tô màu còn giúp rèn luyện tính kiên nhẫn cũng như kích thích khả năng sáng tạo, phát triển năng khiếu hội họa nữa đó. Tôi không quan tâm đến mấy cái lợi ích đó đâu. Miễn vui là ý, tôi thích à. Không phải cái gì vui, mình cũng làm đâu nha méo. Chẳng hạn như xem điện thoại quá nhiều hay là học theo những trào lưu vô bổ trên mạng. Tôi biết rồi mà, ngày nào cậu cũng nhắc nhở tôi hết à. Tại mình thấy cậu ham vui, sợ cậu sa đà vào những thú vui không lành mạnh đó đó. Vậy tô tượng thạch cao có lành mạnh không nè? Tất nhiên là có rồi. Tô tượng thạch cao không những lành mạnh mà còn rất là vui nữa. Vậy cậu còn không chịu dẫn tôi đi liền đi, cứ ở đó mà nói hoài. Rồi rồi, giờ tụi mình đi chung ha.